Tại sao mày khẳng định là tao làm? Ta mày thích thì làm sao nè? Mày cứ lúc nào cũng đáng ghét nên tao ngứa mắt mày từ lâu rồi. Vậy là mày muốn lên đầu tao ngồi. Ừ thế đấy, tao đã nói rồi. Mày mà thích thì mày cứ nhích để xem rồi đứa nào thành trò cười. Mày thì nhích này. Ừ tao thích, rồi sao? Tao đâu có làm gì mày mà cứ thích với sau tao. Bà mày thích, vậy đó. Tao cũng chẳng sợ mày đâu nha. Dữ vậy sao, con kia. Vậy bà sẽ cho mày xô nước. Ô kìa sao mà tim mình lại run rinh. Sao giờ đây bóng lưng thầy ngay trước mắt trông thật lung linh. Hay là mình bị điên mà sao tâm tình ngang nguyên. Sao tay cứ ù ù hay là I love with you. Thì ra mọi thứ xảy ra là do chính em bày trò. Còn đổ tội cho người khác như thế thì đâu có chi hay ho. Nếu như tôi không vô tình nghe được câu chuyện từ góc bên kia thì chắc có lẽ tôi đã hiểu sai về vì tới tận bây giờ. Thầy ơi quần áo thầy ưu khỏi rồi, cứ như thế là ôm mất thôi. Để em đưa khăn bông em mang theo đây thầy lau tạm nha. Thầy không sao đâu em cứ yên tâm, xin lỗi em vì đã hiểu lầm. Nhưng dù sao thầy cũng cảm ơn vì tự dưng con bé này trông cũng xinh. Tự dưng cảm thấy trái tim của mình cũng rung rinh. Hay là mình bị điên mà sao tâm tình ngang nghiêng. Sao tay cứ ù ù hay là I love with you.